Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp, cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao địa hình MTB. Tên xe cũng như thương hiệu. Tên xe và thương hiệu là XDS. Mã là GX500, bản nhập 100%, thị trường Việt Nam không có bán mới các bác nhé. Ở thị trường Việt Nam mình, nhiều các shop uy tín được ủy quyền của hãng XDS bán thì có mã XDS là Zomaxi 500, 500 Plus, đó nó có loại hai mã đó là mã nó có số chữ 500 các bác nhé. Nhưng hai cái mã đó ở Việt Nam bán toàn rơi vào với cấu hình như cái video em đang quay này. Đó, nó giá mới ở Việt Nam mình đang bán nó thấp nhất cũng phải rơi vào 15 đến 16 triệu các bác nhá. Đó, rất là đắt. Còn bản này là bản chỉ bán ở thị trường đất nước khác, ví dụ như thị trường châu Âu, châu Á, nhưng có nghĩa là không có bán ở thị trường mới ở thị trường Việt Nam mình các bác nhá. XDS này thì em cũng nói rõ rất nhiều trên các video của em rồi. Thương hiệu của XDS này khởi nguồn đầu tiên là xuất phát từ nước Úc. Nhưng tính đến hiện tại nhé, sản xuất chiếc xe này là ở Trung Quốc và 90% các xe trên toàn cầu bây giờ của các hãng đều sản xuất hầu như ở Trung Quốc hết. Bởi vì sản xuất ở đó cho chi phí nhân công, bến bãi rồi thuế má cho nó rẻ các bác ạ. Thì cái giá thành nó tiếp cận đến người dân mình được ưu ái hơn. Đó, em nói như vậy thì các bác nào am hiểu thì sẽ rõ hơn các bác nhé. Còn chiếc xe này em đã tìm hiểu là mới ở trên web của hãng XDS đã bán, tính ra tiền Việt mình nó cũng rơi vào tầm khoảng độ 15-16, có thể lên đến 17 triệu, nó tùy vào từng thời điểm đó. Và nếu các bác có muốn order cái mã này về đến tay mình ở Việt Nam ấy thì tất nhiên rồi, cái chi phí vận chuyển phải cộng thêm ít nhất cũng phải 1-2 triệu nữa, nó khá là đắt. Với cái chiếc xe cấu hình như em đang quay nhá, cấu hình rất chi là ok để các bác đi tập thể dục rồi là có thể dùng thành phương tiện chúng ta đi làm hàng ngày cũng được. Em xin phép đi vào chi tiết cấu hình của chiếc xe để cho các bác, các anh chị em được hiểu thêm này. Xe nhá, nó được trang bị nguyên bản cặp phanh đĩa dầu thủy lực cao cấp. Nó là Techo, mã của nó là Suriga. Techo nó có rất nhiều mã, nhiều model. Nhưng cái mã mà Techo Suriga này, nó được trang bị vào những cái dòng xe cao cấp, là những dòng xe cao tiền các bác nhá. Dùng rất là chất lượng. Đó. Tiếp đến là xe được trang bị nguyên bản. Đây là nguyên bản tay bấm đề đời mới, cao cấp gần như nhất của DOD. Mã của nó là M6000, líp 10, đĩa 3 là 30 tốc. Tay lái post tăng, đến cái lắp chụp của cái post tăng này cũng vậy thôi. Nó là của Pata, nó là nguyên bản theo xe luôn. Đó, Pata này là cũng là một những hãng chuyên sản xuất những cái tay lái post tăng phụ tùng dành cho xe đạp, những cái dòng cao cấp ở trên thế giới các bác nhé. Đây là nguyên bản của XDS, là đây, những cái dòng cao cấp của XDS mới được trang bị những cái tay lái post tăng này. Và phanh đĩa dầu bên trái đây, đó, và tay bấm đề bên trái đây. Tiếp đến nhé, một điều quan trọng trên một chiếc MTB, đó là xe được trang bị cũng nguyên bản chiếc thụt dầu cao cấp. Đây, mã của nó là GX đây, XDS các bác nhé, thụt dầu cao cấp. Nó có nó cái ti mạ này của nó màu đen này. Màu đen này nó rất là giảm thiểu được cái tối thiểu cái quá trình là các bác đi di chuyển trên đường. Đó, chẳng may là bụi bẩn rồi là cát sỏi là bắn vào đây, nó tránh trường hợp là cái ti mà nó không được cái mạ lớp màu đen này, nó sẽ bị han rỉ nhanh hơn. Cái này nó giảm thiểu được, nói chung là tăng được tuổi thọ của thụt rất là lâu. Bên này là có cái casu đo hành trình này, nó vẫn nguyên, nguyên các bác nhé. Đó, bên này là cái lắp AIR bơm hơi và xì hơi tại đây. Đây là cái lắp đậy bảo vệ cái van. Đó, còn bên này là khóa rô motor thông minh hành trình bấm ở trên tay lái. Các bác đi vào những cung đường đẹp, tất nhiên rồi, quán tính chúng ta đạp về phía trước thì tránh trường hợp nực sẽ đẩy phía trước, tránh trường hợp cái thụt này nó nhún, nó bị mất lực, mất độ trớn của xe, thì các bác ấn vào cái nút khóa đây. Đó, vẫn ngồi trên xe nhá. Đó, ấn vào nút khóa, khóa sẽ cứng thụt lại, xe nó rất trớn và rất bon, không bị mất lực. Còn các bác đi vào cung đường nó xấu, nó nhiều ổ gà đá sỏi, tránh trường hợp nó sóc, nó ê người, ê mông, ê tay, các bác ấn luôn, vẫn ngồi trên xe nhá, ấn vào cái nút đỏ bên cạnh đây. Đây, em cầm tay lái em ấn đây. Đó, nó kêu tạch một cái, nhún rất là êm ái các bác nhá. Đó, tiếp đến là
Xe được trang bị nguyên bản là Mayer. Đây này các bác này. Đi xích húp. Đó, đây nó in thẳng vào đây nhá. Đây là Mayer nguyên bản của mã này bằng nhôm. Các bác nhìn cái chất mạ nhôm của nó cao cấp, chất lượng không? Đấy, ổ chụp của nó là bằng bạc đạn này, bánh bạc đạn này. Đó, ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay. Đó, và vành những cái dòng cao cấp của XDS thì tất nhiên rồi, tâm là tâm dẹt, lăn hoa dẹt. Vành nó có khóa chân lăn hoa chống xé vành. Đó, giảm thiểu được cái quá trình các bác đi vào những chỗ sóc nó nhún sâu, lăn hoa nó sẽ rằng. Nó rất giảm thiểu tối đa được cái vấn đề đó. Đó, và các bác nhìn đây, xe Longin này, đĩa phanh cũng là Techtro và củ phanh dầu cũng là Techtro Suriga. Nguyên đây, lốp Maxxip zin nhá, nguyên bản theo xe này. Lốp Maxxip. Đó, đây các bác nhìn này. Nguyên bản này. Made in Taiwan, in nguyên trên lốp này. Lốp còn rất mới các bác nhá. Em quay đến đâu nó thực tế rõ ràng đến đó. Khung 100%, khung của XDS này là khung nhôm. Nó là alloy X6. Đấy, alloy X6 thì em cũng nói rất nhiều trên các video của những cái xe XDS rồi. Đó là công nghệ làm cái này nó dạng theo kiểu công nghệ của vỏ máy bay, nhưng tất nhiên là cách thức người ta làm ra cái vỏ máy bay nó sẽ cao cấp hơn khung xe đạp này khá là nhiều các bác ạ. Dây thì toàn bộ 100% nhá. Đi âm sườn nằm ở trong khung hết. Đó, đi âm sườn này. Đây, đến cái dây vỏ dây tanh nó cũng zin luôn, chữ XDS 7 màu nó dập lổi hẳn trên này này. Đó. Đùi đĩa cũng zin này, nguyên bản theo xe là XDS đây, bằng nhôm. BB cốt rỗng bạc đạn. Đó. Bàn đạp cũng zin nguyên bản theo xe là bàn đạp nhôm. Xe là size 17 cũng in thẳng trên khung luôn các bác nhá. In thẳng trên khung luôn. Chân trống nguyên bản theo xe vẫn nguyên zin này. Đó, chân trống nguyên zin là lắp thẳng vào khung. Đó, củ phanh dầu sau Techtro Suriga đây. Và vành sau cũng vậy này, cũng nguyên bản giống y như vành trước, cũng là XDS hết. Tăm dẹt chân có khóa chân chống xé vành, ổ bánh đằng sau bánh bạc đạn, ti bật bánh tháo mở khóa bằng tay. Và lốp sau cũng vậy này, zin nguyên bản theo xe. Lốp Maxxip Make in Taiwan các bác nhá. Đây. Nó rõ ràng cả hai lốp, không các bác lại bảo là quay mỗi lốp trước không quay lốp sau, không, em quay nó phải rõ nét từng chi tiết. Đây, các bác nhìn mới hay không, các bác nhìn lốp biết này, lốp. Riêng lốp của trên chiếc xe này phải mới đến 95%. Tiếp đến là xe được trang bị củ đề cao cấp của Nhật. Đời gần như đời mới nhất, nó chỉ thua mỗi 6.000 mốt thôi, nhưng đây là đều đây M6000. Đấy, củ đề này mới M6000, nó có khóa hãm líp đây này. Thì có nghĩa là các bác đi về cung đường nào mà các bác dùng ở cái tầng líp 3 hoặc líp 4 thôi. Tránh trường hợp nó đi văng cái xích này này, nó văng lên văng xuống, nó tuột, sợ chẳng may bị tuột nhảy xuống tầng khác ấy, thì các bác gạt cái này lên, nó giữ hãm cứng lại. Nhiều bác chưa biết dùng cái này nên em giải thích luôn nhá. Đây, líp 10 còn rất mới này. Đó, đùi đĩa bên này cũng XDS, nguyên bản theo xe, nguyên bản hết, zin, cốt rỗng bạc đạn, ngón tay em cho vào đây. Đó, và đĩa của nó cũng đĩa zin luôn này. Zin nhá, các bác là nhìn những đĩa to nhất là răng là 42 này, đĩa thứ hai là 32 và đĩa nhỏ nhất là 24 này. Gạt đĩa cũng Shimano DOR M6000 của Nhật, đời mới luôn này. Đây, những cái kẹp nhôm, kẹp chì từ cái đầu dây tanh còn nguyên bản hết cả trước cả sau. Đây, đến từ cái cọc yên zin. Yên cũng zin hết các bác này, dòng này yên của nó rất là chất lượng, thật sự luôn, rất là êm luôn. Những cái dòng MTB các bác đi là hay bị êm mông. Nhiều bác nào có thể chưa quen hay bị êm mông thì cái yên này không bao giờ phải suy nghĩ luôn. Rất là chất lượng, đi êm ái. Phản quang của nó đằng trước còn nguyên. Đó, đây là phản quang theo xe nó còn nguyên. Có sao thì em phải nói rõ là cho các bác như vậy, các bác biết nhá. Đây, em xin phép nói tổng thành cả xe này. Xe là size 17, bánh 26 inch các bác nhá. Chiếc xe này là phù hợp cho người cao tối thiểu phải là từ 1m60 trở lên và 1m75-73 đổ lại. Tầm người cao như thế đi là phù hợp nhất các bác nhé. Từ 1m60 trở lên và 1m75 hoặc 73 đổ lại đi là đẹp nhất. Đó, size 17 bánh 26. Xe em cũng nói rõ luôn là xe nguyên bản và zin 100%. Bên em thì tất nhiên chuyên nhập những dòng xe lướt. Xe lướt là sao? Là đã qua sử dụng từ bên nước ngoài về. Đã qua sử dụng thì không tránh được vấn đề về xước sát trên xe các bác nhé. Những chiếc xe nào em đã quay có xước thì em bảo xước. Đây, cái xe này thì vận chuyển nó tì này, nó có xước, xước nhưng đã sờ pa qua, nhìn rất là hài hòa, không có gì là xấu. Đã sờ pa qua các bác nhé, có nghĩa là chấm chút sơn lên,
nó hơi xước chỗ trắng này này. Đó, trên này cũng vậy này. Trước chắc người chủ nó đeo cái túi và cái khóa nó bị va vào đây, nó hơi xước, nhưng đã chấm một chút sơn đen để nhìn cho nó được đẹp mắt hơn. Cho dành cho các bác nào mà muốn xe nó đẹp xuất sắc thì lại cố gắng spa hết mình luôn. Đây, thụt vẫn nguyên nhá. Nguyên si này, nó hơi hơi này thì nó không đáng kể đâu. Thật ra chỗ này spa nó cũng đơn giản, nhưng mà có sao thì em quay vậy. Càng sau đuôi càng sau này. Đây hơi chấm chấm một chút này, không ảnh hưởng lắm này. Đó. Bên này cũng vậy này, em quay nhá cho nó rõ. Đấy, củ đề củ điếc là hầu như không có vết xước ở đâu. Đuôi càng sau phía bên này cũng không có này. Bên này thì cũng có một chút đây. Chút đây này, xước xước chỗ những cái chữ D và chữ S này này. Nhưng đã spa nhá, đã spa qua, gọi là làm đẹp qua một chút thôi để nhìn cho nó ưng mắt. Những người khó tính nhất thì nhìn cũng cảm thấy nó dễ hài hòa. Bên này cũng vậy này, bên này hầu như không có này, bên này đẹp lắm. Đó, hầu như tổng thành là như thế, zin 100%. Đây, em quay lại tổng một lần này. Giá mới trên thị trường các bác nhé. Giá mới trên thị trường mà những cái dòng xe XDS mà được trang bị cấu hình cao cấp như này này, DOR mà từ M6000 trở lên ấy, thì rẻ nhất ở Việt Nam mình cũng đang bán đến 15, 16 hoặc 17 triệu. Và chiếc xe này các bác có muốn mua thì order thì giá về đến tay các bác ở Việt Nam cũng phải tầm đó. Các bác nhé, đắt hay rẻ thì xe nó phụ thuộc theo cấu hình, đồ trên xe. Đấy, nên là em cũng nói rõ là chiếc xe này, nếu như theo như em mặt thợ đánh giá, thì phần trăm độ mới ấy, nó còn khoảng độ tầm 90-95% bác nhé. Tầm đấy. Đấy, vết xước ở quanh xe thì em cũng đã quay rõ cho các bác xem kỹ rồi. Và em xin công bố rõ giá trên video này. Em bán chiếc xe này với giá 9 triệu các bác nhé. 9 triệu. Thật sự các bác luôn, quá rẻ. Tại sao nó rẻ các bác nhé? Là được với giá các bác bỏ ra với số tiền 9 triệu mà các bác sử dụng được một chiếc xe, và các bác mua được một chiếc xe trang bị chiếc thụt hơi này, khóa bấm trên tay, và bộ chuyển động, bộ group của nó ấy, là DOR M6000 đời mới, thì nó quá là xứng đáng các bác nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video ở đây. Em cảm ơn các bác, canh các chị đã xem video của em. Ai quý mến em, đăng ký kênh ủng hộ, tạo động lực cho em để em nhập những con xe thật là đẹp, thật là chất lượng, và quan trọng nhất vẫn phải là phù hợp với túi tiền của từng người. Em xin phép chào mọi người ạ.